Nam mô Tát sa va va tơ ra tơ sa ma sa mbo an tha sa Nam mô Tát sa va va tơ ra tơ sa ma sa mbo an tha sa Nam mô Tát sa va va tơ ra tơ sa ma sa mbo an tha sa Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Thầy Giác, Nam mô Sư Thầy Giác. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng gia ấy do năng lực tán dương đức tâm bậc thánh tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Bi Sư Cô và toàn thể chúng tôi trong đạo tràng tâm tâm của kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp bài thứ hai của môn gì pháp hay là môn thắng pháp. Trong phần thứ hai này thì tựa đề là bốn pháp siêu lý. Rồi, xin thưa quý vị, các giáo lão sư đã dạy rằng Đức Phật Ngài thuyết pháp ở trong thế gian này, Ngài nương vào hai sự thật. Một là cái sự thật của thông thường hay là của thế gian. Thứ hai là cái sự thật tột cùng. Cái sự thật tột cùng đó được gọi là Paramattha hay là siêu lý. Như chúng tôi giải thích cho quý vị ở bài trước, chữ Paramattha có nghĩa là từ chữ Parama là cao tột, cộng với Attha là cái điều đó, cái điều mà tận cùng. Cho nên chữ là Paramattha còn được gọi là siêu lý hoặc là đệ nhất nghĩa đế hay là sự thật tột cùng. Mà vì sao mà Đức Phật Ngài phải sử dụng cái sự thật của thế gian? Bởi vì thưa quý vị, nếu như không có những cái sự thật của thế gian thì sẽ không đi đến cái sự thật tột cùng. Cái sự thật thế gian thường thường người ta được định danh là vật này vật nọ hoặc là những ngôn ngữ. Và nếu như không sử dụng ngôn ngữ thì không thể trình bày được cái sự thật tột cùng. Cho nên cái người có trí sẽ hiểu ngay đâu là cái sự thật của thế gian và đâu là cái sự thật tột cùng. Từ những cái sự thật thế gian mới dẫn dắt tới sự thật tột cùng. Và xin thưa quý vị rằng trong sự hoằng pháp của Đức Thế Tôn, Ngài chỉ có hai sự thật này, ngoài ra không có một loại sự thật thứ ba. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy về đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi là một cái sự thật của thế gian, điều này có thật. Rồi từ đi đứng nằm ngồi, Đức Phật Ngài mới dẫn dắt tới chỉ có những cái động tác, và những động tác đó được điều xử bởi một cái năng lực vô hình hay là một năng lực trừu tượng, để cho người có trí hiểu biết rằng cái sự đi đứng nằm ngồi đó nó được điều khiển bởi một cái pháp trừu tượng. Và người đó hiểu được cái pháp trụ tượng đó thì người đó mới triển khai cái trí của mình. Cho nên cái chữ Paramattha, cái chữ siêu lý này,
Ngài giải thích rằng á, thứ nhất là chủ của cái chế định, Ngài chủ cái định đặt. Và điểm thứ hai đó là cảnh của cái tuệ cao. Thứ ba là không hề có cái sự thay đổi. Tức là cái pháp nào đó đó mà thuộc về dạng là siêu lý hay là Parabattha thì pháp đó không hề thay đổi, và nó là chủ của cái sự định đặt ra. Ví dụ như chúng ta thấy là cái ngũ uẩn mà chúng ta thường biết đó, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì từ cái nhóm này nè, từ cái năm nhóm này đó, người ta định ra là danh từ ngũ uẩn. Ví dụ như từ một cái mảnh gỗ, người ta đóng, người ta bào, người ta cưa, cắt để người ta đóng thành một cái gì đó, và người ta định danh cái đó là cái bàn, hoặc là đóng để thành một cái nơi để ngồi, người ta gọi là cái ghế. Đóng thành một cái vật mà nổi trên mặt nước thì người ta gọi là cái thuyền, vân vân. Cho nên cái chữ Paramattha hay là cái thì người ta nắm thành ra một cái vật dưới nước, người gọi là chung, tắt là chung lại. Cũng từ đất đó đó, người ta tạo ra những cái vật để xây dựng. Thế thì đất đó nó phải dành là gạch, đá, sỏi, gạch, vô vật. Thế nên chữ siêu lý hay là Paramattha nó là sự tổn đó, nó là chủ của những sự tổn đó. Thứ hai nữa nó là không hề thay đổi. Như chúng ta nói là cái ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho dù rằng cái ngũ uẩn này nó có ta, nó có xuất hiện ở cái cảnh giới của địa ngục, mà chúng sanh mới được định đặt là chúng sanh định đặt, thì cái ngũ uẩn này nó không hề thay đổi, cái bản chất của nó không hề thay đổi. Cho dù cái ngũ uẩn này đã xuất hiện ở mọi thế giới và chúng ta định danh đó là siêu thiên, thì cái ngũ uẩn này nó còn này sắc chứ là sắc, thọ chứ là thọ, tưởng chứ là tưởng, và hành thức chứ là nó như vậy, nó không hề biến ra một cái dạng khác, nó luôn luôn như vậy. Và điểm thứ ba có chữ siêu lý này nó còn có ý nghĩa là cảnh của cái tuệ cao, phải nhận thức nó bằng trí tuệ chứ không thể nhận thức nó bằng giác quan, không phải nhận thức nó theo cái sự thông thường được. Ví dụ như chúng ta nói rằng cái thọ, thọ khổ, thọ lạc, hay là khổ, thọ không khổ không lạc. Mà trong đời sống này chúng ta có những cái lúc chúng ta vui, chúng ta định danh nó là thọ, hay là thọ lạc. Những lúc mà chúng ta buồn, chúng ta sầu khổ, thì định danh của nó là thọ khổ hay là thọ lạc. Hay có những trạng thái mà lúc mà chúng ta thản nhiên, không vui, cũng không buồn, ta định danh nó hay định đặt nó là cái tội sản.
thì cái trạng thái thọ xả nó thản nhiên. Thì dù cho ở cõi địa ngục hay là ở cõi súc sanh hay là ở cõi chư tiên hay là ở cõi nhân loại thì nó cũng vẫn cứ thản nhiên, nó không thay đổi. Cái thọ vui dù ở cảnh giới súc sanh người hay là ở cảnh giới chư thiên thì cái trạng thái vui đó nó không hề thay đổi, nó cứ là như vậy. Cho nên nó bất biến, nó bất biến. Bất biến ở đây không có nghĩa là thường trụ, nó không phải là luôn luôn đứng vững như vậy, nó không thay đổi theo cái bản chất của nó mà thôi. Rồi cảnh của cái tuệ cao mới nhận thức được nó phải đòi hỏi cái trí để phân biệt đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, đây là thọ sản. Và từ những cái sự thật thường tình ở trong đời, Đức Phật ngài dẫn dắt cho những cái người có cái duyên lành đạo quả, nó phát sinh cái trí tuệ để nhận thức tới một cái sự tột cùng của cái pháp đó. Chúng ta lấy một ví dụ thứ hai để dễ hiểu hơn. Ví dụ như là cái hơi thở, chúng ta định danh nó là hơi thở bởi vì nó đi vào đi ra ở trong cái thân thể. Chúng ta định danh nó hơi thở thì Đức Phật này cũng dạy chúng ta là niệm hơi thở. Nhưng mà từ đó một thời gian quen dần rồi chúng ta mới thấy rằng nó không phải cái hơi thở mà nó là một cái chất lai động, nó là một cái chất di chuyển. Và cái chất di chuyển này nó luôn luôn trôi chảy. Rồi sự trôi chảy của nó từng khoảng. Cái trí này mới nhận thấy rằng cái mà gọi là hơi thở đó, nó sinh rồi nó diệt rồi nó sinh rồi người đó mới thấy cái tướng vô thường. Cho nên nói rằng Đức Phật ngài thuyết giảng có hai cái sự thật, một sự thật của thế gian và ngài dẫn dắt tới một cái sự thật tột cùng. Và sự thật tột cùng này nó có ba cái ý nghĩa như vậy. Thứ nhất là chủ của sự định đặt. Thứ hai nó là cảnh của cái trí tuệ cao. Thứ ba là nó y nhiên như vậy, không thể thay đổi khác. Thế ví dụ như á, quý vị là một cái người Việt Nam quen thuộc được với cái ngôn từ Việt Nam, dù cho quý vị sang Thái thì ai nói tiếng Việt Nam quý vị cũng hiểu. Rồi quý vị sang nước Mỹ, ai nói tiếng Việt Nam quý vị cũng hiểu. Thì tiếng Việt Nam này nó không hề bị thay đổi cái bản chất, cho dù nó trôi dạt ở khắp cùng ở trên quả địa cầu. Thì ý nghĩa của Paramattha là như vậy, hay là ý nghĩa của siêu lý là như vậy, nó không bao giờ thay đổi. Và xin thưa quý vị rằng nói tới thắng pháp Abhidhamma thì đề cập tới cái bốn pháp thuộc lãnh vực xem như là trụ tượng nhất, đòi hỏi chúng ta phải dùng trí tuệ để mà nhận lấy của nó, biết nó.
Bốn pháp sinh lý là gì? Thứ nhất là tâm, thứ hai là tâm sở, thứ ba là sắc pháp, thứ tư là niết bàn. Và xin thưa quý vị rằng tất cả những danh từ mà chúng tôi vừa liệt kê cho quý vị đó, tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, thì tất cả những danh từ đó đều là định đặt để tỏ bài với nhau, nó chưa nói lên một cái ý nghĩa gì paramattha, tức là một ý nghĩa gì một sự vĩ cả. Thì xin thưa quý vị, nói về chữ tâm, tức là chữ tá, chích tác từ cái ngữ căn là chích, có nghĩa là hiểu biết hay là suy tư hay là suy ngẫm. Nó hiểu biết cái gì? Nó hiểu biết cái cảnh, tức là nó hiểu biết cái đối tượng. Cảnh là cái đối tượng, nó hiểu biết được cái đối tượng. Quý vị nghe Phật ngôn ta là nương nương của ta, quý vị hiểu rằng cái đối tượng ta là nương nương của ta được hiểu, được hiểu biết, thì cái sự hiểu biết đó là tâm. Nhưng mà ngược lại, từ cái hiểu đó đó, quý vị mới suy tư đó, tại sao ta là nơi nương của ta, cái gì là nơi nương của ta. Và quý vị mới thấy rằng cái ta muốn chỉ cho cái ngũ uẩn, mà cái gì là nơi nương của ngũ uẩn, nó chính là cái pháp thiện. Cái pháp thiện là cái nơi nương của ngũ uẩn. Thì giai đoạn đầu tiên á, để chỉ hiểu biết rằng á, tức là cái đối tượng này đó, ta là nơi nương của ta, nhưng mà dẫn tới một cái sự suy tư, suy ngẫm. Cái pháp thiện là nơi nương của ngũ uẩn. Nếu ngũ uẩn nào mà không có pháp thiện thì ngũ uẩn nó trở nên tồi tệ, trở nên xấu xí, nó trở nên thô kệch. Hoặc đó là cái ngũ uẩn nào mà có pháp thiện thì cái ngũ uẩn đó xinh đẹp, cái ngũ uẩn đó được an lạc, cái ngũ uẩn đó được khỏe mạnh, cái ngũ uẩn đó được tự tồn. Thì chính cái sự suy tư đó, suy ngẫm đó đó, nó cũng là Phật. Cho nên nói về tâm thì chúng ta sẽ có một cái định nghĩa đơn giản nhất để chúng ta hiểu, tức là hiểu biết đối tượng. Thứ hai là suy ngẫm đến đối tượng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có người mới vừa có mặt đó lại mất đi, thì có người mới vừa có mặt đó mất đi, chúng ta hiểu biết như vậy, rồi chúng ta mới suy ngẫm, mới triển khai chỗ đó. Thì bây giờ mới thấy rằng à, vậy thì cái sự có rồi mất đó, cái trí hiểu biết rằng được định danh là biết được cái tướng vô thường, chẳng hạn như vậy. Cho nên nếu như lấy từ ngữ căn chích, tức là suy tư suy ngẫm không, chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề là trong khi chúng ta ngủ á, chúng ta không có suy tư, chúng ta không có suy ngẫm. Vậy thì lúc đó không tâm sao? Mà lúc đó vẫn có tâm. Nếu như định nghĩa cái đầu tiên á, tâm là sự biết cảnh, thì trong khi ngủ tâm nó vẫn xua chả như vậy, nhưng mà nó vẫn nhận thức được cảnh. Một người vừa lay động là mình giật mình thức, đang ngủ một cái tiếng động cái
giật mình thức dậy, biết được tin mình. Hoặc giả rằng trong giấc ngủ đó nó nảy sinh ra những cái giấc chiêm bao, mình không biết. Chính những giấc chiêm bao đó đã xác định rằng trong khi ngủ chúng ta vẫn có tâm. Nói lỗi tâm này chỉ biết cảnh, nó biết cảnh, chứ nó không có cái trạng thái suy tư, nó không có trạng thái suy tư, nó không có trạng thái suy ngẫm. Mà bao giờ mà tỉnh dậy rồi nhớ lại cái giấc mộng, bắt đầu suy ngẫm, à điềm lành hay là cái điềm dữ, hay là cái điềm nó không được tốt đẹp, các bạn. Cho nên khi nói tới tâm thì chúng ta sẽ có hai cái định nghĩa. Nghĩa thứ nhất bao quát tất cả, tức là nó có một cái trạng thái phổ thông. Tâm là sự biết cảnh. Và một định nghĩa thứ hai có một cái nét khác biệt hơn, đó là sự suy tư với đối tượng đó, à, suy ngẫm với đối tượng đó. Thế thì bây giờ tâm sở là cái gì? Tâm sở là... tâm chúng ta có từ ngữ là chitta, tâm sở chúng ta là có một từ ngữ khác, đó là cittasika. Ở đây chữ ý khác cộng cho chê tác, và chữ s là một cái chữ niệm. Chê tác là biến thể của tâm, ý cá của tâm. Cho nên chữ sở đây được dịch là chữ sở, sở là thuộc về. Nó thuộc về tâm, à, cho nên gọi là cittasika. Chúng tôi lặp lại, cittasika thì chữ citta nó biến thể của cái chữ citta tâm, và chữ s nó là chữ điểm, và ý khá là của. Như vậy thì chê tá xí cá có nghĩa là của tâm hay thuộc về tâm. Trên thì kịch là tâm sở. À, xin thưa quý vị, chúng ta chỉ quen biết với tâm mà chúng ta lơ là với tâm sở. Mà thực tế thì cái tâm sở này nó vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Tâm chỉ đơn giản là anh biết cảnh và anh suy tư về cảnh đó thôi, ngẫm nghĩ về cảnh đó thôi. Nhưng mà hoạt động thì anh không hoạt động, mà chính những cái tâm sở này nó mới là hoạt động. Tâm sở này nó cực kỳ quan trọng. Mà trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta quen cái định danh là tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là tâm thiện, tâm có niềm tin, tính tâm nơi tam bảo. Nhưng mà thực tế đơn giản tâm nó chỉ biết cảnh thôi, còn làm việc đó mới có tâm sở này. Bởi vì cái tâm nó có cái tâm sở tham đi vào, cho nên người ta mới định đặt nó là tâm tham. Còn nếu như cái tâm mà nó có cái tâm sở sân đi vào trong đó đó, đi chung đó, mới định đặt nó là tâm sân. Cái tâm mà làm việc tốt đẹp đó, nhờ có những cái tâm sở tốt đẹp đi thì mới gọi là tâm thiện. Rồi chúng ta mới thấy tâm sở rất là quan trọng. Tâm đơn thuần chỉ là tâm thôi, chỉ biết cảnh thôi. Ví dụ như thế nào? Cái ngày giờ ví dụ như vậy, nước lã chỉ là nước mà thôi,
những cái nước lạc, nước lã mà chúng ta có đó, nó chỉ là nước mà thôi. Nhưng mà khi nó pha với cà phê thì nó mang tên là nước cà phê. Khi nó pha với nước trà thì nó mang tên nước trà. Khi nó pha với muối thì nó mang tên là nước muối. Khi nó pha với nước đường, là nó pha với đường thì nó mang tên nước đường. Thì xin thưa vậy rằng trà, cà phê, đường, muối, vâng vâng, cái đó là tâm sở. Mà nương theo tâm sở này mới định danh ra cái loại tâm đó. Mặc dù nó là phụ thuộc, nó thuộc về tâm, nhưng mà nó lại rất quan trọng. Cái ngài đưa là một ví dụ thứ hai. Tâm ví như ông vua vậy. À, cho nên đôi khi có một số sách tâm pháp gọi tâm là tâm vương. Ông vua, ông vua có thể biết cái đất nước mình như thế nào, ông vua có thể suy tư đất nước mình như thế nào, và ông vua sẽ ra lệnh phải làm cái này, làm cái kia. Nhưng mà bản thân ông vua không có làm, mà các quan mới làm. Ví dụ như ông vua nghĩ là phải đào một cái hồ sen, như vua Tịnh Phạn Sư Dương á, đào hồ sen cho Bồ Tát chúng ta. Vua Tịnh Phạn Dương không có đào, mà những người lính, ông quan lo xây cất, thực hiện cái điều đó, thực hiện theo lệnh vua. Mà ông quan mà làm cái hồ sen tốt thì hồ sen đó nó đẹp, còn ông quan dụng về làm hồ sen nó xấu thì hồ sen đó nó sẽ không ra gì. Nếu vua không có làm, vua Tịnh Phạn Dương không có làm. Đức vua Tịnh Phạn Dương bảo rằng xây dựng cho thái tử ba tòa lâu đài, mùa mưa, mùa nắng, mùa khô. Ông chỉ nói là vậy thôi. Nhưng mà cái kẻ mà xây cho Bồ Tát sẽ đặt ba cái tòa lâu đài đó, cái người đó mới là quan trọng. Cái tài nghệ của những người đó như thế nào để mà có kiến trúc nó vững chắc, một cái kiến trúc nó vững bền, nó xinh đẹp đó, do những cái tài nghệ, do những cái tài thợ. Ví dụ Tịnh Phạn Dương không biết. Ví dụ này như thế nào cũng vậy, tâm nó chỉ biết cảnh và nó suy tư là thôi. Còn phận sự tạo tác, phận sự mà kiến thiết, nó là do cái tâm sở, rất quan trọng. Và chúng ta thấy điển hình như trong kinh Tạng, vị đã chứng đắc được sơ thiền gồm có năm chi tầm tứ hỷ lạc định, trong đó không có chữ tâm ở trong đó. Mà tầm tứ hỷ lạc định ở trong kinh Tạng đó, nó muốn chỉ cho cái tâm sở nó giờ phụ thuộc vào tâm. Tuy rằng quan cẩn thận mà rất là quan trọng. Phái đoàn tới, cái nước ngoài tới, đức vua biết là nước ngoài tới và bảo hãy làm lễ tiếp đón phái đoàn hay là sứ thần của nước bạn. Ông chỉ nói thôi, ông không làm. Lễ bộ thượng thư phải là làm, làm sao cuộc lễ nó nghiêm trang, nó long trọng, nó được tốt đẹp, nó được hoàn mỹ. Đó là cái tài nghệ của ông lễ bộ thượng thư. Còn mới làm cách mà hời hợt, là một cách mà qua loa, là một cách mà mất cái sĩ diện đất nước đó, là cũng do ông lễ bộ thượng thư dở. Như vậy chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái tâm sở. Chúng ta nói với quý vị rằng tâm không quan trọng, không quan trọng, mà cái tâm sở nó mới cực kỳ quan trọng, nó đặc biệt vô cùng.
Tạng Thắng Pháp á, đòi hỏi chúng ta đó phải nghiên cứu, phải hiểu, phải nắm bắt rất rành về những cái trạng thái của tâm sở. Bởi con đường giải thoát đó, từ tâm thọ sở mà ra. Tâm trí ra lệnh. Ví dụ chúng ta thấy rằng bát chánh đạo chẳng hạn, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, trong đó không có cái tâm trong đó. Không có chữ tâm trong đó. Mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định chẳng hạn. Toàn bộ đó là những cái tâm sở. Nhân phụ thuộc của tâm. À chính cái nhóm 8 này nè. Nhóm 8 này nè. Từ chánh kiến cho đến chánh định, cái nhóm 8 này nó dẫn cái tâm đi tới cái niết bàn. Để chứ không có là tâm không làm. Tâm chỉ là nước vô thưởng vô phạt, chỉ là một loại nước lã vô thưởng vô phạt. Nhưng tẩm nước muối, nước trở nên mặn, pha vào đường nước trở nên ngọt. Nếu cho những cái mùi hương vào thì nước đó trở thành nước hòa. Cho nên quý vị mà nắm bắt được cái này rồi thì quý vị sẽ xem tâm không là gì. Và bây giờ chúng ta trở lại cái câu kệ tập cú thứ nhất lẫn câu tập cú thứ hai. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay làm với ý ác thì quả xấu sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân vật kéo. Và câu kệ pháp cú thứ hai: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay làm với ý thiện thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời. Đây là hai câu kệ pháp cú. Như vậy thì các ngài giải rằng ý chính là tâm, ý chính là tâm. Các pháp là gì? Chính là tâm sở. Nó dẫn đầu đi trước, giống như đức vua đi trước vậy đó. Nhưng phía sau cái đoàn tùy tùng, cái đoàn hộ vệ, những quan đi theo sau. Không vua đi trước chỉ biết quan sát cảnh, chỉ biết cảnh là đẹp, có phận sự mà giữ gìn an toàn cái đức vua, dẹp dọn dẹp đường cho đức vua đi một cách bằng phẳng tốt đẹp. Đó là những, chúng ta trở lại để quý vị thấy rằng, như chúng ta nói quý vị tâm chỉ biết cảnh thôi, tức là khi nghe quý vị nghe câu thứ nhất, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay là với ý ác thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân vật kép. Cái câu kệ thứ hai, quý vị cũng biết, khi đọc ra quý vị sẽ biết, tức là biết cảnh, tâm nó biết cảnh đó. Ý vẫn dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hay làm với ý thiện, thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Quý vị hiểu hai câu kệ này, nó giống nhau, nó chỉ khác nhau ở một cái lĩnh vực là thiện, và khác nhau ở một lĩnh vực bất thiện. Bất thiện thì quá khổ, thiện thì quá hạnh phúc. Cái sự đó đó được gọi là hiểu, là biết. Nhưng mà quý vị có suy tư, có suy ngẫm chưa? Chưa, chưa nha, chưa. Nhưng mà nếu mà quý vị mà chịu suy ngẫm thêm á, thì cái mô hình đồng dạng với nhau, cái quả khổ nó sẽ đi theo sát bên, như là cái bánh xe mà lăn theo chân con vật vậy.
Và cái hạnh phúc nó cũng theo sát bên như bóng không rời hình. Nhưng mà tới đây nếu mà chịu cà suy gẫm, chịu suy tư mới thấy cái hình ảnh mà cái con vật phải lôi chiếc xe đi theo chân mình, bánh xe mà lăn theo chân con vật. Đôi khi bánh xe nó chạm vào chân con vật khiến con vật cũng đau khổ, nó nhức nhói, nó không có được thoải mái, nặng nề vô cùng. Con vật vào lôi bánh xe đi vậy, bánh xe cứ lăn theo, lăn theo, các quả vẫn đi theo. Con bò như giống như là cái ngũ quẩn vậy, mà bánh xe giống như cái quả khổ mà đi vô một cách nó đau khổ, nó khó chịu, nó mệt nhọc. Còn bóng không rời hình, bóng cũng giống như cái quả an lạc vậy đó, hình cũng giống như ngũ quẩn vậy đó. Nhưng mà bóng mà không rời hình nó cũng đi theo sát kế bên, nhưng mà cái người đó nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó không có cái vướng bận, nó không có phải quằn quại đâu. Đó, bây giờ cái chỗ này là cái chỗ suy tư, chỗ suy cảm. Mà có suy cảm thì chúng ta mới thấy là Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh nó rất là tuyệt vời. Cái người làm ác, cái người làm bất thiện, cái quả đi sát theo cái ngũ quẩn này, nhưng mà nó đau khổ. Còn cái người làm thiện đó, thì quả thiện cũng đi theo sát bên này, nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó an lạc, bởi nó chỉ là cái bóng chứ không phải là bánh xe nữa. Cái lúc đó đó là nó gọi là suy tư, nó cũng là tâm. Nói vậy là quý vị thấy cái tâm sở nó quan trọng. Ý dẫn đầu các pháp, các pháp đây muốn chỉ cho cái tâm sở. Bây giờ pháp siêu lý thứ ba, đó là sắc pháp. Sắc pháp có chữ là tiếng Bali gọi là rupa. Rupa từ cái ngữ căn là rút bát hay là rút, có nghĩa là bị vỡ ra, bị tắt là. À, xin nói vậy, tâm với tâm sở mặc dù nó cũng sinh sinh diệt diệt, nhưng mà không ai có thể tắt tâm ra khỏi tâm sở, không thể tắt được. Nó cũng giống như là một cái tách nước ở trong canh vậy đó. Cái tách nước đó đó, nó hòa lẫn với những cái vị chất vừa ngọt vừa cay vừa thơm vừa béo vân vân. Mà nó hòa chung như vậy, người ta tách ra nó khó khăn. Nhưng mà cái ly á, đập cái bể, cục gạch chém một cái bể, cái bàn chặt một cái bể, tách nó lìa ra được. Còn những gì mà nằm trong tâm á, với tâm sở, nó không bị lìa ra được. Cái gì bị chẻ ra, bị tách ra, bị vỡ tan, cái đó được gọi là sắc pháp. Cái đó được gọi là sắc pháp. Còn cái gì mà không bị tách lìa ra được thì gọi là tâm pháp. Tâm có thể sinh diệt, nhưng mà tách những cái tâm ra khỏi tâm sở, tâm sở ra khỏi tâm không được. Cũng như các vị chất đã hòa vào trong nước rồi, tách ra nó khó khăn, không thể tách ra được. Chất đường ra riêng, chất muối ra riêng, chất cay ra riêng, chất thơm ra đi, không tách ra được. Nhưng cái bàn có thể tách ra được, cục đá có thể tách ra được,
Thì cái gì mà có thể nghiền nát tách ra được thì cái đó gọi là sắc pháp. Nói cách dễ hiểu hơn, sắc pháp là thể vật chất, còn tâm pháp hay danh pháp nó là thể tinh thần. Thể tinh thần không thể tách ra được, mà chỉ có thể chú ý nó chứ không thể tách ra được. Nó cũng giống như là một cái bức tranh của nhà họa sĩ đã vẽ lên rồi. Những nét vẽ, những cái màu sắc nó trộn lẫn với nhau, bây giờ tách ra không được. Họ chỉ có thể chú ý được cái nét vẽ nó nhạt, nét vẽ nó đậm, nét vẽ của nó tươi mát, nét vẽ của nó bay bướm, nét vẽ của nó khô cằn, không vậy. Chứ tách ra không tách được. Không thể tách cái nét vẽ ra khỏi bức tranh được, nhưng mà bức tranh có thể xé được, dò được, cắt được, thì bức tranh nó cũng ví như là sắc pháp. Còn cái nét vẽ ở mình trên tranh đó, đó, những màu sắc ở trên bức tranh đó cũng ví như là tâm pháp, không tách ra được. Cho nên khi nói tâm tâm sở thì người ta hiểu rằng đó là những gì không thể tách ra được. Nhưng nói tới sắc pháp thì nói tới những cái gì có thể bị phá vỡ, bị đập vỡ, nó nhỏ. Đó là chúng tôi nói về quý vị là về cái sắc pháp. Rồi bây giờ có một cái nữa là cái niết bàn á, tức là cái niết bàn. Chúng tôi trình bày quý vị rằng nó nói về pháp siêu lý, nó có bốn pháp, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Cái niết bàn là cái gì? Trước tiên chúng ta từ cái từ ngữ thì xin thưa quý vị là cái niết bàn từ cái chữ là Nibbana. Chữ Nibbana khi mà lắng lòng nhìn lại á, mà dịch là Niết Bàn á, chúng tôi nói không phải là sai, chúng tôi không bác gì cả. Nó là một thói quen. Nhưng mà nếu âm Bali á, nếu âm Bali á, thì cái chữ mà chúng tôi vừa đánh lên cho quý vị đó là Niết Ba Ná. Nếu âm phải là Niết Bàn. Mấy cái âm á, Niết Ba Ná, mà mình âm là Niết Bàn thì nó không đúng. Mặc dù chúng ta hiểu được, hiểu giống nhau, nhưng mà hãy âm như thế nào chúng ta âm thì âm cũng giống giống vậy. Vậy chữ Nibbana nó từ cái chữ ni là không cộng cho chữ vana, vana. Còn nếu đem bắt truyền á thì nó cũng từ chữ ni, xin thưa chữ ni cộng cho chữ vana. Nà. Thì cái chữ ní bên đây là quan ná hay là quát ná đều mang ý nghĩa là dệt, kết. Ní có nghĩa là không, không, tức là nó không có dệt, không có dệt. Ni và ná hay là ni và ná hay là ni ba ná, ni ba ná nó biến thể từ cái chữ ni và ná, nó trở thành là ni ba ná, tức là không có dệt. Dệt cái gì? Dệt cái gì ở trong cái luân hồi này?
giờ nó không có dính mắc tới những cái gì thuộc về thế gian. Cái gì mà nó không còn vướng mắc tới thế gian thì cái đó được gọi là Niết Bàn. Nói cách khác nữa, cái gì mà nó không còn vướng vít tới thế gian, nó không còn bị thế gian kết nó lại, giữ nó lại, thì cái đó gọi là Niết Bàn. Và nếu hiểu rộng tư rộng hơn, đây là chúng ta nói về cái nghĩa đen, nói về cái rộng hơn, thì chữ Qua Ná đây biểu tượng cho một cái ái dục, cái ái. Cái trạng thái nào mà nó không còn dính mắc tới cái ái, nó không còn bị cái ái len lỏi nằm trong đó, thì cái đó là Niết Bàn. Thầy xin nói vậy, cái ái á, nó có hai cái trạng thái. Một là nó hiển lộ ra, phơi bày ra. Một cái thì nó ẩn phía trong trong đó, nó giống như con sâu mà nằm ở trong cái bông hoa vậy. Như một cái người làm thiện, người đó bố thí, người đó trì giới, người đó tu tập thiền, mà ao ước kiếp sau mình sẽ được như vậy, như vậy, như vậy, thì xin thưa quý vị rằng á, cái ái nó ẩn ở trong đó, giống như là con sâu nằm ở trong cái cánh bông, nó không lộ ra, nhưng mà trong nó có. Còn cái nó hiển lộ ra đó, và thấy sắc đẹp thì thích, thấy cái âm thanh khen ngợi thì vui mừng chẳng hạn vậy, nó lộ ra. Ní Qua Ná có nghĩa là không còn bị bất kỳ một hình thức nào của ái nó xâm chiếm vào. Cho nên Đức Phật ngài định nghĩa ở trong Tăng Gia, trong Tương Ưng Kinh này, thì khu thế nào là Niết Bàn? Này chứ thì khô, Niết Bàn là diệt tận tham, diệt tận sân, diệt tận si. Chúng ta hiểu như vậy, chỉ hiểu như vậy. Rồi dần dần rồi chúng ta sẽ đi tìm hỏi hiểu sâu hơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái Niết Bàn là cái trạng thái diệt tận tham, diệt tận sân, diệt tận si. Và tùy theo mức độ tham sân si. Tham sân si nó có ba đẳng cấp. Đẳng cấp thô thiển, đẳng cấp trung bình và đẳng cấp vi tế. Tham sân si, cái đẳng cấp thô thiển là những loại tham sân si mà nó dẫn xuống khổ cảnh. Thì cái Niết Bàn lần đầu của một cái vị mà chứng đạt Niết Bàn lần đầu đó, được chúng ta gọi định danh đó, được gọi là bậc vị lưu đó, thì xét trừ tất cả những cái tham sân si, tức là không còn bị kết dệt với những cái tham, cái sân, cái si, hay là cái tham nó dẫn xuống cái khổ cảnh, nó không còn kết dệt đó. Rồi cái tham vi tế, cái tham mà trung bình, tức là cái Niết Bàn lần thứ ba đó, của bậc thánh mà chúng ta định danh là bậc thánh A Na Hàm, nó diệt trừ cái tham muốn trong cõi dục này, không còn bị kết chính trong cõi dục này, vì đó không còn tái sanh trong cõi dục này nữa, cho nên là gọi là bất lai A Na Hàm, nó còn kết lại, nó còn kết vô trong cõi dục này, nó còn dính mắc trong cõi dục này. Và cái Niết Bàn lần thứ tư tức là thánh đạo A-la-hán thì nó chấm dứt, nó diệt trừ cái ái không có còn kết dệt ở trong sắc giới, vô sắc giới, tức là thoát ra khỏi đạo.
Vậy thì chúng ta hiểu nôm na, Niết bàn là một cái trạng thái không còn bị kết vật bởi cái ái, tức là sự ham muốn hay là sự mong mỏi, dù là nó hiển lộ hay là nó chìm ẩn ngoài trong, hoàn toàn vắng mặt, mà nó theo định nghĩa của Đức Phật ngài, định nghĩa nó Niết bàn là gì? Là cái trạng thái diệt tận tham sân si, không còn tham sân si nữa. Nhớ đủ à? Về sau chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Như vậy thì Thắng Pháp nói lên cái gì? Thắng Pháp đến nói lên hai cái sự thật. Một là cái sự thật theo đời thường. Hai là một cái sự thật tột cùng. Trong cái sự thật tột cùng đó được nêu lên bốn pháp, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Nhưng ở đây chúng ta cần lưu ý, có những danh từ nó có vẻ đồng nghĩa nhưng lại có những ý nghĩa khác biệt, mà chứ không phải hoàn toàn giống nhau. Mặc dù trên hình thức nó giống nhau, nó hao hao giống nhau, nhưng ít ra nó có một cái nét khác biệt. Ví dụ nói về tâm thì chúng ta sẽ có như thế nào? Chúng ta có những cái từ như sau. Thứ nhất là chích tá là tâm. Thứ hai là cái chữ mano. Mano được dịch là ý. Chữ thứ ba chúng ta có chữ thức và nguyên nhân á. Chót với chấm dưới nguyên nhân á. Thì ba cái từ này nó có ý nghĩa giống nhau. Nó nói là ý, chích tá là tâm. Ba cái từ này nó có mang một cái tính giống nhau và đồng thời có gì khác biệt nha. Chúng ta không nên nhầm lẫn nha. Không phải là lúc nào chúng ta muốn, chúng ta biết ba cái từ nó giống nhau vậy á, rồi chúng ta muốn dùng cách nào chúng ta dùng. Xin thưa quý vị, Đức Phật ngài dùng rất là chuẩn. Bởi vì ngài là bậc thiện thuyết mà. Ví dụ như ngay cả cái trong cái câu kệ Pháp Cú đầu tiên mà chúng tôi vừa dẫn chứng quý vị đó, Đức Phật ngài dạy dùng sao? Má nô bút băng thăm ma gama, ý dẫn đầu các pháp. Ngài không dùng là chích tá tâm dẫn đầu các pháp, mà ngài cũng không dùng cái chữ nha ná là thích, tức dẫn đầu các pháp, mà ngài dùng mano, ý dẫn đầu các pháp. Tất cả ba cái từ này có một điểm chung là cùng biết cảnh. Tâm cũng biết cảnh, ý cũng biết cảnh, và thức cũng biết cảnh. Đây là cái nét chung. Nhưng cái nét riêng, cái nét riêng. Thứ nhất, chữ ý là cũng biết cảnh, nhưng mà chữ ý này nó xử lý cảnh. Với cảnh đó nó sẽ suy tư xong rồi á thì nó ra lệnh. Với cảnh này phải là như vậy, phải làm như vậy, cũng giống như đức vua. Sau khi mà biết hoàng cung này bị hư hại, bị lâu năm bị nó hư hao, biết ra lệnh sẽ chữa. Thì đó là ý đó, tức là nó xử lý cảnh đó, nó biết cảnh đó thì nó sẽ xử lý cảnh đó. Chứ phải biết cái cảnh một cái người ông vua biết cái hoàng cung bị sụp đổ rồi làm thịt, thì cái trường hợp này nó là thức
hoặc là tâm. Quý vị nó mắc cái chỗ này. Nhưng mà nhờ cho ví dụ quý vị thấy rõ. Ông vua biết cái hoàng cung bị sụp đổ, nhưng mà làm thinh. Kỵ này giống như là tâm hay là thức. Ông vua cũng biết hoàng cung này sụp đổ, nhưng mà ra lệnh sửa chữa. Nè, bây giờ là ý. Cho nên ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Này, mà ý ác hay là ý thiện gì đó thì biết sao, nhưng mà ý làm chủ ý tạo, ý tạo là xử lý đó, cái cảnh đó. À, chính nghiệp quả nó nằm ở chỗ này, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện nằm ở chỗ này nè, nằm ở trong ý nè. Nếu về sau thì quý vị sẽ thấy rằng chữ ý này nó nằm trong cái lộ động lực chéo qua ná. Từ từ chúng ta đi, bây giờ chúng ta nắm bắt trước những cái số thông thường trước đi. Còn chữ tâm nó cũng là biết cảnh, nhưng biết cảnh gì, biết cảnh như thế nào, cái nét khác biệt của nó như thế nào. Nói tới ý là nói tới cái sự tạo tác, nói tới tâm thì nói tới cái sự đa dạng. Bởi vì chúng ta từ cái chữ mà cộng cho chữ kara, nó ra cái chữ họa sĩ, làm cho đa dạng hoặc là làm cho xinh đẹp. Chữ chích tá còn có ý nghĩa là xinh đẹp. Như chúng ta thấy là trong thời Đức Phật có một cái vị tử, à, vị tử giả, đệ tử Đức Phật. Khi mới sinh ra đó, hoa trời rụng xuống ngập tới đầu gối. Và vị trưởng giả đó nhân cái sự kiện đó được đặt tên là trưởng giả Chích Tá. Chích Tá là xinh đẹp. Cái tâm này ngoài nó biết cảnh ra thì nó biết nhiều cái chuyện đa dạng, nhiều nhiều cảnh cả. Không đa dạng. Và nó còn có làm cái nảy bật lên cái sự xinh đẹp hoặc là không xinh đẹp. Cho ý nghĩa khác biệt của chữ chích tá so với chữ ý. Ý là tạo tác, biết cảnh và tạo tác. Còn cái chữ chích tá là biết, cũng biết cảnh, nhưng mà biết nhiều nhiều đa dạng, làm cho sai khác, làm cho đa dạng và làm cho xinh đẹp. Cho nên nhà duy thức nói là giảng pháp duy tâm tạo. Làm không ý nghĩa này. Còn Vinyana có từ chữ quý cộng cho Nhana, quý là không có, cộng cho nhà ná là trí. Tức là cái thức nó chỉ biết cảnh một cách đơn thuần, không có trí tham dự nào, không có trí tham dự. Quý là không có, nhà ná là trí. Tức là trí nó không hoạt động, trí nó không có hoạt động. Cũng giống như đứa bé sơ sinh, nó nhìn giai đoạn đầu tiên, nó nhìn cảnh vật, mới sinh ra nó nhìn cảnh vật, nó biết những cảnh vật đó. Rồi thôi, nó không phân biệt, nó không phân biệt được là dơ hay là sạch, tốt hay xấu, nó chỉ biết mà thôi. Bởi vì nó không có trí. À, thậm chí có những đứa bé gì nó không có trí, cho nên nó có thể vui đùa với cái phẫn của nó, vui thích trong cái phẫn, bởi nó không có trí.
Thì Vinh Gia Ná này có nghĩa là thức cũng hiểu biết, nhưng mà hiểu biết cái đối tượng đó không có trí, không có trí tham dự trong đó. Mà nó có cái tâm mà có trí, mà trí nó không hoạt động, trí nó không hoạt động. Cũng giống như chúng ta đi đường á, à, chúng ta vẫn nhìn, vẫn thấy cây, vẫn thấy đường phố, cái đường quen thuộc hàng ngày chúng ta đi, chúng ta vẫn nhìn thấy những cái cây ở bề đường, mình thấy đường phố, chúng ta biết. Nhưng mà cái trí của nó có can dự, nó can dự thì quý vị sẽ thấy rằng cái trí này sẽ nhận thức rằng con đường hôm nay khác con đường hôm qua, cái cây cổ thụ bên đường này buổi sáng nó khác buổi chiều, à cây này đẹp hay xấu chẳng hạn. Nhưng chúng ta thấy biết cây là cây, biết cây xanh là cây xanh, biết đường phố là đường phố, mà chúng ta không có gì, không có trí can dự, cái trí nó không hoạt động. Cho nên đường phố hôm nay cũng như đường phố hôm qua, đường phố hôm qua cũng như đường phố hôm kia, đường phố hôm kia cũng giống như đường phố hôm nay, y như vậy thôi. À, vì chưa có trí sáng, tức là trí nó không hoạt động. Quý vị cầm tờ giấy 5.000 trên tay, nếu nhìn nó biết nó 5.000, đó là cái thức. Nhưng mà nếu có trí á, thì cầm tờ giấy 5.000 đó, nó mặt trái mặt phải, cái màu của nó có nhạt so với cái màu giấy mới, nó có nhăn hơn hôm qua. Nhưng mà rút cái tờ giấy ra 5.000, biết 5.000, đó là thức, là thức. Nhưng mà phân biệt đó, cái tờ giấy này đó, giấy bạc 5.000 này đó, mình đưa ra đây là mặt phải, đây là mặt trái, cái sự nhận xét đó đó thì có trí càng dữ dội. Thì ba cái từ này mặc dù nó có cái nét chung là biết cảnh, biết đối tượng, nhưng có cái nét riêng, nói tới khí là sự tạo tác để cho quả thiện hay quả bất thiện trong tương lai. Nói tâm là nói tới sự biết nhiều cảnh, biết đa dạng. Còn nói tới thức là nói tới cái sự biết mà không có trí can dự. Chẳng những vậy mà các ngài còn giải thích nữa là chữ quý nha ná đó, từ chữ quý là đặc biệt, cộng nha ná là biết, và cái biết rất đặc biệt. Cái biết đặc biệt là sao? Là cái biết này nó không do tưởng để mà biết, nó không do trí để mà biết, nó chỉ là biết đơn thuần. Biết là chứ không phải do tưởng, nó không bao giờ nhớ lại, nhớ lại mà biết. Nó cũng giống như một cái người lần đầu tiên vậy đó, mà được một cái người thân nhân mình ở từ hải ngoại gửi cho 100 đô, và cái người mà kiều hối tới giao 100 đô, anh chị hay cơ được nhận 100 đô, thì người đó đưa 100 đô, nó cầm lên biết đây là 100 đô. Mà cái biết đó đó nó không do tưởng, tức là không có nhớ lại là từng có được 100 đô này, từng thấy được 100 đô này. Cũng như giống như có một lần mà chúng tôi đi du lịch sang Thái, phải đổi ra tiền bát của người Thái,
họ đưa chỉ nhìn biết cái số của nó là. Cái số trên góc đó là để biết bao nhiêu bát thôi, chứ không phân biệt đó. Cái lần đầu tiên như vậy đó, nó không có giọt tưởng, tại vì chưa lần nào nhìn thấy nó. Cái biết đặc biệt là biết đơn thuần thôi, nó không do tưởng nhớ lại, cũng không có do cái trí can dự vô. Danh quý có nghĩa là đặc biệt, nhà ná là cái biết. Cái biết đặc biệt là cái biết không do tưởng nhớ lại, không do trí can thiệp vào, chỉ cái biết đơn thuần. Thế thôi. Cho nên chúng ta cần nhận thức được một số từ như vậy để sau này chứ vậy, để khi nào chúng ta dùng chuẩn một để không thể bị bắt bẻ. Xin thưa quý vị, chúng ta tóm lại bài học tuần này, quý vị học ít thôi, rồi từ từ chúng ta còn dài mà, một tuần chúng ta có 2 ngày rồi. Thì bài hôm nay chúng ta học 4 pháp với vào cái sự thật của thế gian, để từ đó dẫn tới một cái trí tuệ cao để nhận thức. 4 pháp xử lý đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tâm là sự biết cảnh hoặc suy tư với cảnh. Tâm sở là những vật phụ thuộc vào tâm, hay là những pháp tùy thuộc vào tâm. Sắc pháp là những gì có bị cái trạng thái tan vỡ, bị bể vụn. Niết bàn là một cái trạng thái không có ái, không có chấp và ái. Nói cách khác, niết bàn là trạng thái diệt trừ tham sân si. Và chúng ta phân biệt được thế nào là ý. Ý khi nói tới ý là muốn ám chỉ sự tạo tác của tâm. Khi nói sự tá tâm, muốn ý muốn nói là sự đa dạng hoặc là xinh đẹp. Nói tới thức thì muốn nói là sự biết cách đơn thuần, không có trí tham dự, không có tưởng tham dự. Biết đơn thuần đó là ý nghĩa của bài học hôm nay vậy. Và đến đây gọi sự dừng lại. Cô báo phát sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chư tôn toàn thể chư tử những vị quan thị thời dụng để được sự an vui tịnh lạc đến qua trong Phật pháp. Chúng tôi cũng không quên hồi hút báo này đến cho chư thiên cách nơi, còn mong các ngài quan thị thời dụng rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô, quý Phật tử luôn luôn được tụng mai trong đời sống được an vui tịnh lạc và được đến qua trong Phật pháp. Tâm tuyệt nhau các thầy. Sa thú lành thay. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã cho chúng con một thời pháp đàm nho nhỏ. Bây giờ thì con đã thấy bàn tay của Sít U Thích Kha. Em mời Sít lên để đặt câu hỏi đầu tiên cho Thượng Tọa Chánh Minh trong buổi học tối hôm nay. Dạ, mời Sít U Thích Kha. Kính thỉnh lễ xin hoan hỷ là con thấy sư được có cái y mới. Mà nãy giờ con tìm sư mà con không thấy, nhìn qua nhìn lại thì thấy sư được cái y mới. Không biết là ai đã cúng dường, xin hoan hỷ thì hỷ thuốc với anh chị nào đã cúng dường y cho sư. Dạ, con có thắc mắc về cái vấn đề mà không biết là trong rung có nghe được tiếng con nói hay không. Dạ, sa thú với cô Quang Liên đã cúng dường y cho sư ngày hôm nay. Dạ, con thắc mắc là sư nói về vấn đề tâm, ý và thức, thì ba vấn đề này
chưa có đề cập qua về bài kinh Pháp Cú số 1 là ý dẫn đầu các pháp, thì con nghe qua con hình dung được là ý là cái điều mà tạo nên thiện hoặc bất thiện thì nó có cho quả gì thuộc. Nhưng mà con nghe sư giảng qua con thấy là vấn đề tâm và thức thì nó có thể là không phải là nó có cho quả gì thuộc hay không. Tại vì nếu mà sư đề cập về tâm, nó là chỉ trạng thái biết ở cảnh, biết đa dạng về cảnh thôi, nhưng mà nó có vẻ như là chưa có có tạo quả. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm thì nói là có tới 121 tâm, thì nói là vừa có thiện bất thiện ở trong đó, cũng như là thức. Thì thức đó, thì sư ví dụ như một ông vua mà khi mà biết cái hoàng cung nó là đơn sơ bị hư hoại, nhưng mà không có làm gì hết, tâm và thức đều nhận thấy cái cảnh này là cái cảnh không có bị hư hoại, giống như ông vua nhận thấy được cái hoàng cung nó thay đổi nhưng mà không có làm gì hết, chỉ có ý mới là tạo ra cái điều kiện mà ông vua muốn thay đổi cái sự mà hư hại của vua. Thì con thấy là cái sự nhấn mạnh này thì con thấy là ý nó quan trọng, nhưng mà tâm và thức nó không có quan trọng bằng ý. Như vậy thì trong cái thức này nó nằm ở trong cái ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, thì cái thức này nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà theo con thấy sư nhấn mạnh về ý nhiều và tâm và thức nó không có hoạt động, nó không có cho quả nhiều hơn là ý. Như vậy có phải hay không? Và con cũng muốn biết thêm ý ở đây có phải là sở hữu tư là chê cá na hay không thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư, nhưng mà con nghĩ là thức ở đây đó, nó có thể cho quả gì thuộc, tại vì nếu mà nó nằm ở trong ngũ uẩn thì nó phải là một điều quan trọng, và nó cũng nằm ở trong cái duyên khởi là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, thì nó cũng là một cái phần quan trọng. Nhưng mà con thấy là tâm và ý thức thì ý nó quan trọng hơn. Vậy vấn đề này như thế nào nó không thay á? Xin thưa, tâm, thức và ý đều có khả năng cho quả. Nhưng mà khi mà nói tới xử lý cảnh thì Đức Phật này dùng chữ ý. Bởi do kết quả, nói cách khác dễ hiểu hơn, tâm là một đại tập hợp, thức nó là gần giống như tâm, cũng là đại tập hợp, còn ý là một cái tiểu tập hợp ở trong đó. Bây giờ chúng ta các bạn có cái hình dung giống như là một cái vòng tròn lớn, trong đó nó chứa một cái vòng tròn nhỏ. Cho nên khi mà nói về cái nhóm hiểu biết cảnh để các bạn cần dùng chữ thức uẩn, nguyên nha nát thanh phát, hay là nguyên nha nát thanh phát, nếu thêm chữ ca vô để cho nhấn mạnh. Thì thức này là bao gồm sự biết cảnh. Nhưng mà nói về một cái tính chất đa dạng, biết nhiều cảnh, nó biết cảnh cách chung chung, nhưng nó biết nhiều cảnh để chỉ ra một khía cạnh, biết nhiều cái loại cảnh như vậy, thì các bạn cần dùng chữ ta. Rồi nói tới cái cách mà xử lý cảnh, đặc biệt chỉ có loại tâm này mới xử lý cảnh thôi, thì Đức Phật cần dùng chữ ý. Và nếu như chúng ta hiểu rộng thì dù cho tâm hay thức hay ý đều có khả năng cho kết quả.
Nhưng khi mà dùng một cái từ nào đó là chúng ta hiểu thêm một cái khía cạnh khác biệt giữa các từ. Cô biết Kha nắm được không? Khi chúng ta nói tới ý là dứt khoát, là hiểu ngay, là nó xử lý cảnh liền. Còn tâm có đôi khi nó xử lý cảnh cũng có, mà đôi khi nó không xử lý cảnh cũng có. Thức của bạn, nói tới thức thì nó nói nôm na là chỉ biết cảnh mà thôi. Nhưng mà khi nói tới tâm thì nhấn mạnh tới là tâm này biết nhiều cảnh, nhiều cảnh. Đó là tính chất mà nói để nêu ra một khía cạnh khác biệt. Chứ còn tâm thức hay ý, nó đều có khả năng tạo tác để cho quả. Đó là cái nét chung. Và khi mà nói tạo tác đó, Đức Phật này chỉ ra một cách nhất định là cái ý đó, đó là nó mới tạo ra cái kết quả. Còn tâm, có nhiều tâm nó không tạo ra kết quả, nó không có cho quả thiện, quả bất thiện. Thí dụ như cô nói 121 tâm, tâm 21 tâm. Thí dụ như tâm nhãn thức thọ xả quả thiện nha, là mắt thấy cảnh sắc tốt, nhưng mà nó thấy rồi thôi, nó hưởng quả rồi thôi, nó không có cho kết quả nữa. Và ngay cả cái tâm nhãn thức đó, hoặc là nhãn thức không thôi á, chúng ta thấy có chữ thức ở trong đó, chắc khu quy nhà ná. Hoặc giả là chúng ta có một cái tâm khác, ví dụ như là tâm hướng ngũ môn chẳng hạn như vậy. Banh chá đoà ra banh chá đoà ra quách chá ná là cũng là tâm. Nhưng mà loại này nó cũng không có cho kết quả. Nhưng mà khi nói tâm tham thì bây giờ cái tâm này cứ cho kết quả nó tạo tác cho quả bất thiện. Tâm thiện nó cho quả thiện cho nên khi mà nói như vậy đó, khi nói như vậy để nhấn mạnh là một khía cạnh khác biệt thế thôi. Chứ còn tâm thức hay ý thì đều có khả năng tạo tác để cho cái quả trong tương lai. Nhưng mà nói về cái mạnh lực và xử lý cảnh thì dùng cái chữ thức, ý. Nói tới ý nghĩa biết cảnh thì dùng chữ thức. Nếu biết cảnh nhiều đa dạng, nhiều cảnh đa dạng thì dùng chữ tâm. Nên còn phải nắm bắt cái chỗ này. Vậy là chúng ta sẽ không còn bị thắc mắc nữa. Giống như, quý vị nói các giảng sư, dĩ nhiên rồi, giảng sư là nói là những người những vị sư giảng pháp. Rồi còn nói sư Chánh Minh thì rõ ràng rằng á sư Minh cũng giảng pháp, nhưng cái bài pháp này là của sư Chánh Minh, nó khác, nó không phải là bài pháp này của giảng sư, phải mà sư Minh cũng vẫn là giảng sư chẳng hạn vậy. Rồi cái thời này là thời giảng pháp của sư Chánh Minh chẳng hạn vậy, chứ không phải là thời giảng gì, không phải là thời giảng pháp của giảng sư, không phải, mà nó rõ rồi luôn, chỉ định rõ như thế nào vậy. Thì khi nói cái xử lý cảnh, Đức Phật chỉ rõ rõ là ý. Còn giả ra nữa, một ví dụ nữa, nói là vị giảng sư giảng nhiều pháp môn, thì pháp môn nào được tứ giảng, tứ dự đế, tứ chánh cần, tứ như ý, vân vân. Còn hiện nay thì sư Chánh Minh chỉ đảm trách nhiều pháp,
thì nói xin minh giảng gì pháp đó. Nó khác à, mà nói xin minh giảng pháp nó khác à. Hoặc là một vị nào đó cũng là giảng sư nhưng mà giảng gì luật nghĩ khác á. Cho nên tất cả những cái danh từ đó để chỉ ra những nét khác biệt mà thôi. Còn nhìn tụ trung cả ba tâm thức hay là ý đều có khả năng tạo tác để cho kết quả, nhưng mà khi nói tạo tác thì chỉ rõ ra cái trục lợi đó. Còn nắm bắt nha, nó tâm là nó chung, nó tâm hay là thức nó một đại tập hợp, còn ý nó một tiểu tập hợp trong đó. Vậy công năng của nó là chỉ tạo tác hay xử lý cái cảnh, chỉ rõ. Sau này con sẽ học tới cái phần tâm lộ, thì ý nó nằm ở trong cái lộ gọi là cháo bánh á tá, tức là cái tâm động lực đó, nằm ở trong cái bảy sắc na đó, hay là nằm trong cái lộ đó, được gọi là ý. Ngoài ra gọi là thức hoặc là gọi là tâm là có thể thôi. Và ý nằm trong lộ động lực cũng là tâm, cũng là thức, có thể thôi. Nếu như tôi gọi là mít lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy Sít Upekha Sa Thú kính tri ân sư. Sít đã hoan hỷ với câu trả lời của sư. Dạ, bây giờ thì con thấy câu hỏi của Chèo Ra Biển. Con xin đọc câu hỏi của Chèo Ra Biển như sau. Sư nói sắc pháp tan vụn đập vỡ ra được. Bạch sư, cảnh thinh cũng thuộc sắc pháp, vậy âm thanh làm sao đập vụn ra được? Kính tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư từ bi hoan hỷ trở lại với pháp tòa để giải thích câu hỏi của Chèo Ra Biển. Dạ, con kính mời sư ạ. Bây giờ nói là cảnh thân cũng là sắc pháp, làm sao đặt ra được? Lão hữu trèo ra biển nha, cô sẽ đập cái từ trèo ra biển. Lão hữu nghe nè, trèo ra a ra b i b e b n biển. Được chưa? Được chưa? Sao lại không? Một cái từ ngữ âm thanh đó đó, chúng ta tách ra được không? Thí dụ thợ điện, nói cái là chúng ta thấy chữ thợ điện. Ồ, chúng ta nói là âm thanh đầu phải liên tục, từng âm thanh nhỏ ghép lại, đúng rồi. Nếu như từ thợ điện chúng tôi tách dấu nặng ra, và thợ điện chúng tôi gọi là thợ điên nặng, quý vị hiểu không? Không có hiểu như thế. Cái đó hả? Làm sao mà không ta không tách ra được, không đập được? Nên xin gửi mất lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt Chèo Ra Biển kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi vừa qua. Dạ, bây giờ thì con có một câu hỏi và con kính thỉnh sư trả lời. Câu này thì cũng của một đạo hữu nhưng mà hỏi tuần trước, nhưng mà con thấy câu này thì con cũng cũng thấy qua câu này con cũng muốn sư giải thích để con cũng học hỏi thêm được qua câu này. Dạ, câu hỏi như sau. Dạ, sư có từ bi hoan hỷ trả lời được câu này không thưa sư?
Dạ thưa cho con xin tín hiệu à. Còn nếu không thì con để dời câu này qua tuần sau nữa. Dạ được ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ kính thưa sư, có phải thắng pháp, duy thức học, tâm lý học và phân tâm học là những môn học tương đồng không ạ? Con kính cung thỉnh sư chỉ dạy. Dạ à, kính mời sư ạ. Con kính cung thỉnh mời sư ạ. Vâng, nhìn cái bề ngoài á thì nó tương đồng với nhau, tức là nói lên cái sự diễn tiến của phần tinh thần, tức là duy thức học cũng nói về phần tinh thần. Tâm lý học cũng nói về phần tinh thần. Nhưng mà xin thưa rằng tâm lý học không đề cập tới sắc pháp, chỉ nói về phần diễn tiến của cái tinh thần. Như vậy tâm lý học chúng ta chưa nói cái tiến trình hình thành tâm lý học, cái thời gian mà cái phân tâm học hay là tâm lý học xuất hiện, nó cách cái thời gian mà thắng pháp xuất hiện trên dưới gần 2.000 năm. Nhưng mà hình dung á thì cũng giống vậy, nhưng mà có những cái nó khác nhau. Duy thức học, à, xin thưa duy thức học lại xuất phát sao Abhidhamma. Duy thức học là bộ môn học của ngài Thế Thân và Vô Trước lập ra. Mà ngài Thế Thân Vô Trước á, nếu chúng tôi nhớ không lầm á, và độ khoảng vào thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch. Thế tức là cũng nương vào cái tạng Abhidhamma, tức là tạng thắng pháp, để mà thành lập ra. Nói một cách khác dễ hiểu hơn thì nhìn có vẻ tương đồng với nhau, nhưng mà có những cái khác biệt nhau cũng đó, tùy theo sự hiểu biết của mọi người. Còn tâm lý học nó thuộc về bên Tây Phương, có những triết gia chẳng hạn. Thì trước mắt là chúng ta cứ tạm cho rằng giống nhau ở những cái nét đại cương, còn những cái nét mà dị biệt thì chúng ta sẽ tìm hiểu sao nha. Cho nên có một cái số tác phẩm mà chúng ta nói rằng có một số tác phẩm mà dịch từ bản luận Abhidhamma ra, tức là thắng pháp ra đó, mà lấy tâm lý học đó, là không đúng. Tâm lý học chỉ phân tích được cái gì? Buồn, vui, không vui, không buồn thôi á. Chỉ là một cái khía cạnh nhỏ của trạng thái tâm lý. Còn trong cái tạng thắng pháp này thì bao la, nhiều vấn đề. Nhưng mà tạm thời là chúng ta hãy chấp nhận vậy, duy thức cũng vậy. Nói duy thức, giảng pháp duy tâm tạo, hay là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo. Nhưng mà xin thưa quý vị rằng, nếu mà nhất thiết mà duy tâm tạo á, thì chính tâm cũng vẫn bị tạo. Chúng ta nhìn lại đó, chúng ta mới thấy tâm tạo ra tất cả mà chính tâm cũng bị tạo luôn. Chúng ta chưa giải thích quý vị đó, là nhân sinh tâm có bốn. Thứ nhất là cái nghiệp quá khứ,
thứ hai có cảnh, thứ ba có tâm sở. Và nếu ở cõi dục giới này thì phải có sắc nương, tức là sắc y vật. Tâm không phải tạo tất cả, mà chính bản thân tâm cũng bị tạo nữa, cũng bị tạo. Đó là những nét khác biệt, chẳng hạn như vậy. Cho nên nhìn chung thì nói về cái diễn tiến của những cái trạng thái tâm, nhìn đại thể thì giống giống nhau vậy, nhưng mà cái những cái chi tiết đó đó, à những cái điều đặc biệt đó đó, thì mới có thể chúng ta mới phân tích ra rất là nhiều cái khác biệt, mà chỉ cần khác một chút thôi thì cái vấn đề lại sang một cái ngõ khác. Cũng giống như chúng ta cái hình dung như vậy á, cái ông xạ thủ mà ông chỉ nhắm sai một ly thôi thì mũi tên nó sẽ không trúng mục tiêu, thế thôi, đơn giản. À, xin trả lời cho cô Hạnh Phúc hiện tại, Nam Mô Bồ Tát Gia. Tức là chúng tôi xác nhận rằng vì tâm lý học hay là duy thức học, ngay cả phân tâm học của Freud và bản thân hào hào giống nhau, à có cái nét tương đồng giống nhau, nhưng mà chúng ta không nên vì một khía cạnh giống nhau đó mà chúng ta kết luận là như nhau được. Chúng tôi thí dụ trong bình hoa cũng có những cánh hoa, trong vườn hoa cũng có những cánh hoa giống giống nhau, nhưng mà ở vườn hoa nó có những cánh hoa khác nữa, và nó có khác, nó khác với cái hoa ở trong bình nữa. Khác chỗ nào? Hoa ở trong bình sống không thọ không lâu, còn hoa ở vườn có thể sống thọ sống lâu, là một điểm. Thứ hai, hoa ở trong bình có thể bị cắt đứt rễ, hoa trong vườn không bị đứt rễ, chẳng hạn như vậy. Mà nhìn chung chung thì giống nhau, nhưng mà phải coi chừng những cái nét khác biệt, đó là cái điều quan trọng của chúng ta. Rồi chúng ta mới thấy được những cái đặc biệt. Rồi dĩ nhiên chúng ta không bài bác là nó khác nhau hoàn toàn, nhưng mà chúng ta hãy lưu ý những điểm khác biệt vậy. Nam Mô Bồ Tát Gia. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ giải thích cho con hiểu câu hỏi vừa qua. Bây giờ thì cũng còn nhiều câu hỏi, nhưng mà sẽ để dành vào thứ hai tuần sau. Thứ hai tuần sau vào lúc 8 giờ PM Việt Nam. Kính mời quý anh chị trong đạo tràng có thể đến với đạo tràng Phật học chuyên đề để dự lớp học vi diệu pháp của Thượng Tọa Chánh Minh tiếp tục. Và bây giờ thì thời giảng cũng đã hoàn mãn. Con kính cung thỉnh Sư Từ Bi trở lại với Pháp Tòa để chúc phúc cho đạo tràng để kết thúc buổi học tối hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc phước hôm nay chúng tôi dự khởi là một cái ý nghĩ qua câu hỏi của con hiện tại. Rồi chúng ta thấy nha, sắt, thép, đồng, chì, kẽm, nói chung là kim loại. Ai bảo sắt không phải là kim loại? Ai bảo thép không phải là kim loại? Ai bảo vàng không phải là kim loại? Nhưng mà mọi cái có cái khác nhau. Rồi việc chúng ta cần tìm hiểu cái những nét khác biệt như nào và cái nào chúng ta nhận được chúng ta sẽ nhận. Mà cũng nên nhớ một điều nữa nha. Nếu qua ví dụ này chúng ta thấy thủy ngân cũng là kim loại, nhưng mà nó ở thể lỏng á. Nó lại khác nữa nha. Nhưng không phải nó kim loại ở thể rắn không đâu. Còn nó có loại thủy ngân cũng là kim loại mà ở thể lỏng á. Rồi giờ Phật báo phát sanh phần Phật đàm.
xin cúng dường anh chị con đức tăng, xin chia sẻ toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hệ thọ dụng để được an vui tịnh lạc đồng nghiệp nhau cả thầy. Xin vị hãy lặng tâm lại chút bước, lặng tâm lại để nghe kinh chút bước. Xin mời quý vị hãy chấp tay lại. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sada swati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada swati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada swati bhavantu te. Satyakanagatha sintamatu 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 idam phalang etasmin yatarata yatmin sambasadana cetaso. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thi hô trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin chư quả của tâm tính thành tam bảo. Cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sang Cả Giác. Xin chào tạm biệt quý vị, xin hẹn.